Sáng 20 tháng 7 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử đại án chuyến bay giải cứu. Theo cáo buộc, bị cáo Lê Hồng Sơn cùng bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng là cựu tổng giám đốc và cựu phó tổng giám đốc công ty Blue Sky là hai người đưa hối lộ nhiều nhất trong vụ án. Nhóm này đã bỏ ra tới hơn 100 tỷ đồng, trong đó hơn 38,5 tỷ đồng dùng để hối lộ các cựu quan chức xin cấp phép chuyến bay và hơn 61 tỷ đồng để chạy án. Trong phiên xử, bị cáo Sơn đã có phần tự bào chữa cho mình. Thì trong cái 10 chuyến bay giải cứu này, có lẽ là trong cái khán phòng này cũng có rất là nhiều người có con em hoặc là người thân ở Mỹ về thời điểm đấy. Thì bị cáo được chứng kiến rất là nhiều nụ cười và những giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự đoàn tụ. Bản thân bị cáo thì cũng có con ở bên Úc, cháu có gọi về, cháu bảo là ba làm nhiều chuyến bay giải cứu thế, tại sao bạn để con ở đây, để con chết ở bên này à? Thì từ những cái việc như thế thì bị cáo rất là đồng cảm với cả những cái người mà ở bên nước ngoài là phải cách xa gia đình. Bị cáo cũng biết được rất là nhiều người vì chậm chuyến bay mà không được cháu, không được gặp bà, mẹ không được gặp con, mất ở bên đấy. Về câu chuyện đưa hối lộ trong vụ án chuyến bay giải cứu, bị cáo Sơn không phủ nhận sai phạm, mà chỉ muốn nói về những vất vả, khó khăn. Bởi lẽ khi thực hiện các chuyến bay, ngoài khó khăn về giấy tờ, cấp phép, một trở ngại khác là xây dựng giá thành, khi mà mọi thứ dịch vụ liên quan đều tăng cao, chi phí để tổ chức chuyến bay là rất lớn. Bị cáo cũng muốn nói một chút như vậy để thấy rằng là thực sự là các doanh nghiệp cũng không phải là kiếm quá nhiều tiền lời ở đây hay là có lợi ích quá nhiều, rồi là cũng là chỉ vì tiền mà cũng là vì cái tâm, rồi cũng là đồng bào mình ở bên kia Việt Nam. Cuối phần trình bày, ông Sơn nói rất sốc trước mức án mà đại diện viện kiểm sát đề nghị. Về cái bản án thì lúc nãy luật sư cũng có nói rồi, nhưng mà bị cáo cũng thực sự là khi nghe phần luận tội của viện kiểm soát, thực sự là bị cáo rất là sốc. Tại vì với cái luận tội thì bị cáo là 11, 12 năm tù, tức là đầu khoảng 4. Như vậy là nếu mà nói về khung thì bị cáo chỉ sau mỗi anh Kiên. Thế nói về khung ạ. Và bị cáo rất là sốc, tại vì là khi bị cáo nhận được cái bản cáo trạng cũng như là kết luận điều tra thì bị cáo rất là nghĩ rằng là mình phạm tội, mình tội đến đâu mình nhận đến đấy, mình chấp nhận, nhưng mà cũng mong muốn là viện kiểm sát cũng như là tòa án xem xét một cách thỏa đáng, một cái thời gian nó phù hợp với cả tội của bị cáo. Bị cáo sớm trở về với gia đình. Luật sư của bị cáo Sơn cũng đề nghị người đã chiếm đoạt 800.000 đô la Mỹ liên quan đến phi vụ chạy án phải trả lại cho vợ bị cáo Sơn và công ty Blue Sky, trả lại một phần hoặc toàn bộ 1,85 triệu đô la Mỹ mà bị cáo Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng đã đưa cho cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn để chạy án. Luật sư cho hay bị cáo Lê Hồng Sơn từng nói không hy vọng được nhận lại, nhưng nếu được nhận lại, bị cáo sẽ dùng toàn bộ số tiền để trả lại cho những người đã mua vé trên các chuyến bay combo. Làm nhiều để con chết.